Đây là những chú ngựa vằn siêu đẹp nhá, bóng loáng luôn đây này, đấy, đến từ châu Phi mà bọn em Linh Dương ở lạc lòi vào đây, quá là đẹp, tuyệt vời luôn. Ui, con Linh Dương sừng nó dài thế, khủng khiếp luôn, tuyệt vời. Mình rất thích ngựa vằn nhá, nó rất là mượt, bóng loáng luôn đây này, siêu đẹp luôn. Để được sở hữu một con ngựa vằn này là không phải là dễ nhá, tất cả đều được nhập khẩu từ châu Phi nhá, rất khó khăn để làm được thủ tục nhập về đây này. Lúc nãy mình vừa thấy một em Linh Dương đầu bạc, một loại siêu quý hiếm, cực kỳ quý hiếm. Mình vừa thấy nó đứng ở giữa đường này mà nó đi đâu rồi? Đây à, không phải. Đây là Linh Dương, đây là Linh Dương thường thôi. Loại Linh Dương này thì nó nản lắm. Linh Dương này thì nó rất rất nản. Nản lắm. Đâu nhỉ? Bên kia là đào điệu. Mình vừa thấy Linh Dương à kìa, một con Linh Dương đầu bạc kìa, con nó chạy nặng thế, nặng cực kỳ luôn. Đấy, một con Linh Dương to vật vã luôn, mà loại này rất nản lắm. Ôi giời ơi, sợ nó nhảy mẹ ngoài chết dở hơi quá đấy.